Hello, xin chào các bạn. Trong phân khúc laptop gaming khoảng 20 triệu đổ xuống thì chúng ta sẽ có rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau. Và ở đây thì mình đã pick ra hai sự lựa chọn tiêu biểu. Thứ nhất đó chính là Acer Nitro 5 phiên bản Eagle. Và thứ hai đó chính là Acer Tough Gaming FX706HC. Và đây chính là hai sự lựa chọn của mình ở trong phân khúc giá 20 triệu này. Và video lần này thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là hai chiếc laptop này thì chiếc máy nào nó sẽ phù hợp với các bạn nhất nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Về phần ngoại hình thì cả hai chiếc laptop này nó sẽ là một cái sự trái ngược với nhau hoàn toàn. Ví dụ như Acer Tough Gaming FX706HC thì nó sẽ sở hữu một cái phần ngoại hình hết sức tối giản và các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được những cái chi tiết RGB màu mè hay kể cả là những cái đường nét cắt xẻ táo bạo ở trên cái phần laptop này, mà chúng ta sẽ sở hữu một cái phần mặt A nhìn rất là hiền và nó sẽ được làm từ kim loại. Khi mình sờ vào thì nó mang lại một cái cảm giác rất là mịn tay và đặc biệt là nó ít bám dấu mồ hôi vào vòng tay, ít thôi các bạn nha, chứ không phải là nó không bám. Còn ở bên phần cạnh phải của mặt A thì chúng ta sẽ có dòng chữ TUF nhìn rất là đẹp và rất là tối giản luôn. Nhưng đến với Acer Nitro 5 Eagle thì nó sẽ là một cái trường phái khác biệt hoàn toàn, bởi vì đây là một cái chiếc laptop gaming sở hữu một cái phần thiết kế điển hình. Các bạn có thể thấy thì nó sẽ có những cái chi tiết cắt gọt hết sức mạnh mẽ và kèm theo đó thì chúng ta sẽ có thêm hai cái phần họa tiết nhìn khá giống với The Flash nha. Nhưng mà cái quan trọng á là cái phần thiết kế này nhìn rất là ngầu luôn, kết hợp với cái phần upper màu đỏ nữa thì nó sẽ tạo nên một cái nét đẹp gaming phải nói là chuẩn chỉnh cho cái chiếc laptop này. Đến với phần tản nhiệt thì cả hai chiếc máy này nó đều sở hữu những cái phần tản nhiệt cũng khác biệt với nhau hoàn toàn. Với Acer Nitro 5 thì chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn đó chính là cái phần upper màu đỏ này, và cái phần khe tản nhiệt thì nó sẽ được làm giống như là những cái thế hệ trước. Nhưng đối với Acer Tough Gaming FX706HC thì nó sẽ được làm theo cái hốc tản nhiệt dạng lưới, và với cái hốc tản nhiệt dạng lưới như thế này thì mình đánh giá nó cao hơn so với con Acer Nitro 5. Bởi vì sao? Bởi vì phần hốc tản nhiệt dạng lưới như thế này thì nó sẽ đề cao cái tính an toàn hơn khi mà các bạn sử dụng, và đặc biệt là nếu như các bạn sử dụng mà gia đình các bạn có con nhỏ thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Bởi vì những bạn nhỏ thì thường chân tay nó sẽ hơi thấy máy một xíu, và nếu như mà nó lỡ nó chạm vào cái phần hốc tản nhiệt như thế này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nên là phần tản nhiệt của con Asus thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đến với phần màn hình thì cả hai chiếc laptop này nó đều sở hữu những cái thông số rất là chuẩn chỉnh dành cho một cái màn hình của một con laptop gaming. Nó sẽ có độ phân giải là Full HD, tần số quét của nó thì sẽ rất là cao, 144Hz, và nó sẽ có thể hiển thị tốt những cái tựa game, đặc biệt là những cái tựa game FPS bắn súng đùng đùng á, thì nó sẽ đều hiển thị rất là tốt ngay trên phần màn hình này. Tuy nhiên thì về kích thước nó sẽ có đôi chút sự khác biệt. Với Acer Nitro 5 Eagle thì nó sẽ có kích thước là 15.6 inch, còn đối với Acer Tough Gaming FX706HC thì kích thước màn hình của nó sẽ to hơn một xíu, lên đến là 17 inch. Với cái kích thước màn hình to hơn á thì khi mà chúng ta chơi game thì nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như để mà bàn về giữa cái chất lượng của hai màn hình thì nó sẽ không khác biệt quá nhiều. Rồi, còn về những cái thứ khác, ví dụ như các bạn muốn mua một cái chiếc laptop gaming không chỉ chơi game không, mà các bạn muốn mua một cái chiếc laptop gaming có thể đa dụng hơn, có thể học được, làm được hay kể cả là chơi game, chắc chắn là phải chơi game được, thì hai màn hình của cả hai chiếc laptop này thì nó là laptop gaming mà, nên độ phủ màu của nó sẽ không được cao cho lắm. Nên nếu như các bạn chỉ làm đồ họa theo dạng vui vẻ thôi á thì chúng ta sẽ có thể làm được ngay trên phần màn hình này. Nhưng nếu như để các bạn làm đồ họa vì chén cơm manh áo, vì cuộc sống hàng ngày á thì sẽ rất là khó. Và lời khuyên của mình là các bạn nên mua cho mình một cái màn hình chuẩn đồ họa để mà các bạn kết nối một cái màn hình rời ra để mà các bạn làm việc. Đến với phần bàn phím thì cả hai chiếc laptop này nó đều sở hữu một cái phần bàn phím full size, mang lại cảm giác gõ rất là tốt, và khi gõ thì nó có độ nảy khá là cao. Và dù sao với những cái chiếc laptop gaming thì bàn phím như thế này là đúng rồi. Và kèm theo đó nó sẽ được trang bị đèn LED RGB 4 vùng đầy đủ dành cho các bạn luôn. Nhưng với bàn phím ở trên con Acer Tough Gaming FX706HC á thì những phím nóng khi mà chúng ta hay chơi game, ví dụ như là WASD, thì nó sẽ được làm trong suốt, nó tạo lên cái điểm nhấn cho cái phần bàn phím này. Nhưng bù lại thì những cái phím arrow đó chính là những cái phím mà khi mà chúng ta di chuyển để mà chúng ta chơi FIFA hay là những cái tựa game mà sử dụng cái bàn phím di chuyển á thì nó sẽ làm hơi nhỏ một xí, nên nếu như các bạn chơi game á thì nó sẽ rất là dễ để tuột tay khi mà các bạn đang điều khiển nhân vật ở trong game. Còn đối với bàn phím của con Acer Nitro 5 thì những cái phím arrow này nó sẽ có kích thước tương tự như là những cái phím thông thường, nên mình đánh giá cao cái phần bàn phím của con Acer Nitro 5 Eagle hơn so với bàn phím của con Acer Tough Gaming FX706HC. Còn đối với phần touchpad thì cả hai chiếc máy này nó đều được trang bị một cái phần touchpad có kích thước khá là rộng rãi, và độ tracking khi mà mình di chuyển, rê cuộn vuốt thả thì đều rất là tốt. Tuy nhiên thì laptop gaming mà,
ít có ai mua laptop gaming về để chơi game bằng touchpad cả. Nên thường thì các bạn sẽ trang bị thêm một cái con chuột rời ở ngoài để mà chúng ta chơi game cho nó sướng, đúng không? Và để mua chuột rời á, thì các bạn đã biết đến đâu rồi đó. Các bạn truy cập vào phongvu.vn để mà các bạn lựa chọn một con chuột rời phù hợp với nhu cầu của mình nhất nha. Còn về các giao thức kết nối thì nó sẽ được trang bị rất là đầy đủ những cái giao thức kết nối từ không dây cho đến có dây. Ví dụ như không dây thì các bạn sẽ được trang bị chuẩn wifi và chuẩn bluetooth. Còn đối với kết nối có dây thì các bạn sẽ được trang bị đầy đủ những cổng từ USB 2.0, USB 3.2, cổng Type-C, cổng mạng LAN, OJ45 hay kể cả là cổng HDMI và jack tai nghe 3.5. Rất đầy đủ để cho các bạn có thể kết nối với những cái thiết bị ngoại vi khác, ví dụ như là bàn phím, chuột hay kể cả là màn hình rời ở bên ngoài luôn. Đi vào phần bên trong thì cả hai chiếc laptop này nó đều được trang bị một cái phần cấu hình rất là mạnh mẽ ở trong phân khúc giá này. Intel Core i5 11400H 6x12 luồng và nó cho xung nhịp Turbo Boost tối đa ở mức là 4.5GHz. Dung lượng RAM của nó thì sẽ là 8GB DDR4 và đặc biệt là nó sẽ được trang bị RTX 3050. Với RTX 3050 thì đây sẽ là một cái chiếc card đồ họa phải nói là quốc dân đối với những cái chiếc laptop gaming thuộc phân khúc từ 20 cho đến 25 triệu. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ được trang bị một cái mức hiệu năng rất là mạnh mẽ ở trên giá thành và kèm theo đó nó sẽ được hỗ trợ những công nghệ mới nhất với ray tracing hay kể cả là DLSS. Đặc biệt với Asus Top Gaming FX706HC thì nó sẽ còn được Asus tối ưu riêng cho một cái phần mềm để tối ưu hóa hiệu năng nữa, đó chính là Armory Crack, và nó sẽ được cài đặt sẵn ở trong chiếc laptop của chúng ta luôn. Và các bạn sẽ có thể thấy ở dưới phần taskbar dưới này và các bạn có thể vào đó để mà các bạn điều chỉnh những cái thông số từ thông số quạt hay kể cả là thông số về mặt hiệu năng, những cái chế độ của nó từ Silent cho đến Performance, vân vân, rất là nhiều. Tương tự như vậy thì với Acer thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần mềm để tối ưu hiệu năng, đó chính là Acer Nitro Sync, và các bạn sẽ có thể bật nhanh nó thông qua một cái phím tắt được tích hợp sẵn ở trên phần bàn phím luôn, rất là tiện lợi. Và công dụng của nó thì cũng sẽ tương tự giống như là Armory Crack ở trên Acer vậy đó. Và đó chính là những con số về mặt lý thuyết thôi, còn đối với trải nghiệm thực tế như thế nào thì bây giờ các bạn hãy xem cái phần test game của mình nha. Với những tựa game AAA nặng yêu cầu cao về mặt cấu hình, ví dụ như ở đây thì mình sẽ test với tựa game là Battlefield 2042 đi, thì cả Acer Nitro 5 và Acer Top FX706HC đều chơi rất mượt ở setting đồ họa phù hợp. Ở đây thì mình sẽ đặt medium thôi. FPS của nó sẽ duy trì ở mức loanh quanh khoảng là 50 FPS, lâu lâu thì nó có crop xuống khoảng là 40-42 FPS, tuy nhiên thì chỉ là lâu lâu thôi anh em nha, chứ về tổng thể thì chơi vẫn rất là ngon. Và mình đánh giá khá cao cái khả năng tải nhiệt của cả hai chiếc máy này khi mà nó đều làm việc rất là tốt để duy trì mức nhiệt độ của CPU và GPU ở mức khoảng là 70 độ thôi. Nhưng mà bù lại á, thì quạt nó sẽ kêu hơi to một chút nếu như các bạn bật chế độ quạt max ở trong phần mềm là Acer Nitro Sync hay kể cả là Armory Crack ở trên Acer. Tổng kết lại thì với Acer Top Gaming FX706HC và Acer Nitro 5 Eagle thì nó sẽ là hai đại diện rất là nổi bật ở trong phân khúc giá laptop gaming khoảng 20 triệu đồng như thế này. Nếu như các bạn là một người yêu thích một cái sự gaming ngầu lòi, hầm hố chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể chọn con Acer Nitro 5 Eagle này. Nhưng nếu như các bạn thích một cái vẻ đẹp gaming tối giản thôi, hay kể cả là các bạn có thể là sử dụng con laptop này để mà qua mặt phụ huynh, ví dụ như là đây là một cái con laptop văn phòng chẳng hạn, thì các bạn có thể là chọn cái con laptop này và mức hiệu năng mà nó mang lại trên giá thành cũng rất là tốt luôn. Nói chung là tùy vào sở thích và nhu cầu của các bạn để mà các bạn có thể là chọn một trong hai chiếc laptop này. Nhưng nếu như để ý kiến cá nhân của mình chọn nha, thì mình vẫn thích chiếc laptop gaming quốc dân Acer Nitro 5 này hơn, bởi vì những thứ mà nó mang lại thì thực sự B trên B á, rất là tốt luôn. Rồi, và đó chính là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn hãy để lại suy nghĩ của mình ở phía dưới phần comment nha. Và đừng quên là để lại cho tụi mình một like và một subscribe nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.